Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh. Hiện tại mình đang có mặt tại Kiên Giang, chỗ xưởng sửa máy đóng tàu của anh Giang Lợi Nguyễn để mà quay nổ chạy thử cái Cummin 350 cò lớn đây. Cái máy này thì mới vừa bóc lên để mà đại tu lại rồi chuẩn bị nổ để mà mình đem xuống ghe mình gắp nữa ha. Người nào mà có nhu cầu mà mua máy, bán máy hay là sửa chữa máy để tu gì đó thì cứ liên hệ cho ảnh. Số điện thoại của ảnh là 0382320204 các bạn. Đây cho mọi người xem cái ngoại hình sơ sơ ha. Chỗ này anh ơi, này chỗ này để chữ Bitcam là còn lớn không anh? Dạ. Ủa máy này còn nhỏ hả anh Lợi? Đây, này là 350 còn nhỏ hả các bạn. Nãy giờ mình nói lộn. Cái ngoại hình nè thì ảnh gáp xong hết trơn rồi, kiểu như là anh gáp anh vệ sinh hết trơn rồi, bây giờ ảnh chỉ đang cắt gọn cái nắp cò nè các bạn. Rồi bắt đầu cái mình đậy nắp lại, bắt đầu cái mình cho nổ ra, xong bắt đầu cái sơn phết lại là giống như là cái máy mới luôn á. Bên anh Lợi thì anh làm máy rất là kỹ lưỡng các bạn, về cái phần mà phụ tùng ở trong giống như là cốt cam rồi cò đó quá trời. Cái này mà thường thường là 300 này là bên anh em xà lan thì thường đặt xà lan 400 tấn rồi chạy phay cu ha. Đây cò nè, cái này là 4 số bắp. Đây bây giờ anh đang chuẩn bị câu bình để mà nổ máy ha. Nè mình nổ mình chạy thử các bạn, nên chỉ cần lấy cái kìm bấm vô thôi, khỏi cần mình câu đàng hoàng kiểu như nữa, mình đem xuống ghe câu đàng hoàng rồi. Đó. Khi nào mà mình đem xuống ghe rồi mình mới bắt ốc đàng hoàng ha. Con này mình kẹp mình câu đỡ đi, mình đợi một cái thôi. Nó bị dính đời. Đừng đụng nhỏ. Nhưng mà ông làm cái đài len này nó giờ mở ngăn á. Ngồi chạy, đút vô cái ngồi chạy, không tay luôn. Rồi, rồi quất. Con viên 350 tòa nhỏ nha bạn. Chuyên vô ngoài nơi ra chắc luôn. Đứng gần luôn á.
thử máy với cái lắp nhà đang đồ dân. Sau khi mà anh làm máy xong là anh đều test như thế này ha, để coi coi là kiểm tra coi coi nó có bị xì xòn hay chỗ nào không, rồi coi coi dàn hơi nó có kín không các bạn, chứ cái dàn là nhớt rồi nước rồi đó, nếu mà nó có xì xòn thì mình căn chỉnh lại ha, còn nếu mà nó không có xì xòn thì ok cho mình gắp cho. Nghe cái tiếng nổ ganh đi nè, đây là
bây giờ thì tắt ha. Thì mọi người nào mà có nhu cầu mua máy hay là sửa máy gì đó thì cứ liên hệ trực tiếp cho anh Văn Lại Nguyễn ha. Còn cái máy này hồi nãy hình như là anh nói là 70 triệu rồi đó, hồi nãy anh mình nghe anh nói nhưng mà cũng không biết là chính xác không nữa các bạn. Thì mọi người nào có nhu cầu mua thì cứ liên hệ cho anh. Cái này là của bên 350 còn nhỏ ha, đặt cho mấy anh xà lan mà tầm khoảng 400 tấn 500 tấn là chạy quá bình thường, quá giữ cái tiếng máy phải nó đúng chắc luôn. Đây cho mọi người xem cái dàn cò với dàn nắp lắp nè, không có bị xì sọt một miếng nhớt một miếng nước gì ra hết trơn nha, quá chắc. Ở đây thì anh Lợi làm máy rất là nhiều các bạn, đa số là anh làm những cục máy lớn cho mấy anh ghe cầu đôi cầu biển thôi mà, ghe cầu đôi ghe biển á. Ở bên đây là cái máy Hino 637 anh cũng mới vừa đại tu xong. Thì cái máy này thì ảnh còn sơn lại cho mới, cái nữa là bắt đầu cái anh cũng nổ lên ha, chạy thử. Thì mọi người nhớ đăng ký kênh để mà đón chờ video sau nha. Tại mỗi cái máy mình sẽ quay riêng về cho mọi người dễ theo dõi. Cái cục này thì anh mới vừa gáp xong hoàn chỉnh, anh còn sơn nữa các bạn. Sơn cái nữa dòm giống như là máy mới vậy đó. Tại vì đa số là ở bên vùng ghe biển á, người ta đi nước mặn, bởi vì là cái máy móc là người ta phải sơn cho nó dày lên các bạn, để mình đi ra ngoài mình hạn chế cái độ sét á. Chứ nếu mà đợi nguyên con như thế này mà gáp xuống dưới ghe biển thì chạy thời gian là nói chung là ốc ác gì là nó nổ hết trơn các bạn, nó cứng đơ cứng ngắt hết trơn ha. Thì đi bên biển thì nói chung là nó cũng phức tạp hơn ở bên sông. Còn vòng vòng ở đây thì hộp số 135A rồi rất là nhiều thứ ngoài này. Đây cái này thì đi đôi với cái Hino này, anh cũng đang đại tu nguyên bộ của chiếc ghe cầu chiếc đó các bạn. Còn mấy cái ăn ngoài này nữa nè, đây hộp số 135A, 4 tua 6 tua 12 tua gì nói chung là đầy đủ ở đây hết trơn ha. Mấy cái này thì mấy cái ở trong đó thì anh vệ sinh rồi anh sơn lại gáo trội trơn đó. Bây giờ ai điện đặt là anh sẽ gỡ đi, gỡ cho khách liền. Còn mấy cái mà các bạn giờ bụi này, mấy cái này mới vừa lấy về nè, anh vừa lấy về rồi anh còn kiểm tra vệ sinh ha. Rồi thì có lẽ là cái video của mình cũng xin tạm dừng tại đây ha, để khi nào nổ cái máy Hino này nữa mình sẽ tiếp tục quay ra đến cho người xem. Rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video này, hẹn các bạn ở cái liễm sau nha.